cầu cầu rất là đẹp luôn, hấp dẫn luôn các bạn. Wow, các bạn thấy rất là đẹp luôn ha. Các bạn thấy đổ cầu cầu thêm đi. Hello, chào các bạn. Hôm nay Taylor sẽ chia sẻ cách đổ cầu cầu hai lớp hoặc là nhiều lớp nha các bạn. Cái cao cao này hôm nay thì là làm cà phê sữa. Thì nguyên liệu để chuẩn bị làm cao cao này thì là có một gói bột cao cao giòn nè các bạn. Cao cao giòn thì là dùng cái hiệu cái điện thoại này là của Thái nha các bạn. Có nhiều hiệu lắm, hiệu con cá, hiệu nhiều hiệu lắm, nhưng mà thì là mua đại hiệu đây. Cũng này, cái này cũng là hiệu Thái là ok. Đây mình có thể mua ở chợ Việt Nam. Cái này bịch này là 25g. Thì Taylor chia ra làm hai màu, màu cà phê và màu sữa. Rồi trong cái chén này Taylor có 12.5g. Mỗi bên là 12.5g với 150g đường. Rồi mỗi màu thì Taylor sẽ dùng 800ml nước nha các bạn. Trong cái gói này thì nó để là 3000ml nước hoặc là 3 lít nước. Thì Taylor dùng rất là ít nước. Tất cả nước Taylor dùng hôm nay là 2 lít nước thôi. Nhưng mà mình dùng 800ml nước cho mỗi màu. 200ml kia thì Taylor dùng 200ml nước cốt dừa là các bạn. Nước cốt dừa thì Taylor, cái này là 400ml, Taylor dùng phân nửa. Còn cái 200ml kia thì Taylor sẽ nấu cà phê. Mình sẽ pha cà phê, mình chọn chung. Rồi một lớp cà phê sữa, một lớp sữa, một lớp cà phê. Rồi để bắt đầu thì mình đi ngâm cái nước gao cao này trước nè các bạn, để cho gao cao nó nở ra. Đây là nấu hai son, một son là cà phê, một son là nước cốt dừa là cà phê sữa các bạn. Bên đây 800ml, bên này 800ml nha. Sau đó mình sẽ đổ bột gao cao vào đường, mình chọn cho nó đều. Mình sẽ chọn cái bột gao cao với đường để khi mình đổ vô nước á các bạn, nó không có bị đóng cục hoặc là nó không bị vón cục nha. Rồi mình đổ hết vào đây, mình sẽ quậy lên cho nó đều. Rồi mình để đây, mình để ngâm ở đây cho nó nở ra nha các bạn. Rồi mình cũng làm giống vậy cho cái son bên kia nha. Rồi thay là xài cà phê Việt Nam nha các bạn. Cà phê Việt Nam á thì cái lực cà phê xay sẵn giống gì đây, hay là mua ở Việt Nam à. Rồi mình chỉ bỏ vô cái phim thôi. Cái phim lần này mình có thể mua ở chợ Việt Nam. Rồi mình bỏ cái này vô đây. Hay là cái mức đại như các bạn, đậm lợt thì tùy theo. Nếu các bạn thích thì mình làm đậm một tí. Một hồi mình nếu mà đậm quá mình khoai với nước. Hay là làm rất là đậm luôn á, để cho cái màu cà phê nó đẹp á. Hay là làm 4 muỗng canh đó các bạn. Mình sẽ dặn chặt xuống nha. Mình sẽ lắc cho nó đều ở dưới cà phê dưới đó. Xong cái mình dặn cái này chặt lại. Các bạn dặn càng chặt á thì cái nước cà phê nó ra càng đậm. Nước sôi nè các bạn. Nước sôi thì thay là sẽ đổ vô cái phim cà phê này. Wow, chưa gì mà chảy xuống rồi các bạn. Rồi thế là sẽ đổ tới nước tới đây nha. Rồi mình lấy cái nắp mình đậy lại cho nó giữ cái độ nóng. Đây là 200ml nước cốt dừa nè các bạn. Thế là sẽ múc 2 muỗng canh sữa đặc mình bỏ vô đây luôn. Wow, sữa đặc nhìn hấp dẫn ghê. Thế là sử dụng sữa đặc hiệu của Mỹ nha các bạn, Eagle Brand nha. Rồi cái rau câu của mình bây giờ nó cũng nở sơ sơ rồi các bạn. Bây giờ mình dặn lửa lên. Mình dặn lửa nhỏ thì nhỏ nha. Mới đầu thì mình dặn lửa nhỏ để cho cái rau câu mình nó nở từ từ. Rồi sau đó mình mới dặn lửa vừa. Rồi mới lên, hồi nó sôi là ok. Thì là sẽ quậy hai bên luôn để cho nó đừng có bị đóng cục ở dưới cái đáy nồi á các bạn. Này các bạn phải mở lửa từ nhỏ
cho tới vừa, tại vì cái rau câu này nó cũng cần phải nở ra các bạn. Khi mà nó nở ra hết rồi nó sôi lên, cái rau câu mình nó khi mình nấu á, sôi lên nó mới không có bị bọt hoặc là bị cát á các bạn. Còn nếu như mà các bạn nấu mà mới bỏ lên mà mình nấu lửa cao á, mình nấu nhanh quá đó, cái rau câu nó chưa có nở ra hết là một hồi là thế nào mình nấu, mình đổ không khi mình để tủ lạnh là một hồi nó bị ra cát, ăn không có ngon các bạn. Nó phải trong, nó phải trong veo và phải giòn mới được. Hay là sẽ cho mỗi bên một tí muối để cho nó dần cái độ ngọt lại các bạn. Mình nhớ mình đứng đây mình quậy nha các bạn. Rồi đây các bạn, mình đứng đây mình quậy từ lửa nhỏ cho tới lửa vừa nha các bạn. Khi mình quậy mà thì là nấu, thường thường thì là nấu là khoảng 15 tới 20 phút cái này nó mới sôi rồi nó mới nở ra hết, nó mới mình mới đổ được các bạn. Ít nhất là 15 tới 20 phút. Cái lửa này là lửa cái nồi, cái lò này là nhỏ lắm á, mà thì là lửa, mở cái lửa này rất là nhỏ luôn để cho cái rau câu mình nó nở từ từ á, và nó hết cái bọt á, hết cái bọt trong đây nè, nó bắt đầu nó mới trong lại mà mình nấu sôi lên á, cái rau câu khi mà mình nấu vậy nó mới ngon á. Rồi thì là lấy cái muỗng inox thì là múc lên một miếng nè các bạn. Các bạn thấy trong cái muỗng nó thay lờ không, nó có hột hột, có hột hột, cái đó là cái bột cao cao nó chưa có tan. Khi mà nó chưa có tan á là cái bột cao cao của mình á, mình nấu sôi cái vù lên á là một hồi nữa là cái bột này nó vẫn còn trong cái cao cao á, nó sẽ bị nè, các bạn thấy cái muỗng không, nó bị bọt hoặc là nó bị cát. Rồi đây các bạn, cái cao cao của mình bây giờ thấy bên cái dàn son á, nó thấy nó bớt hột rồi đó. Hay là giờ mở lửa cao hơn một tí để cho cái rau câu của mình nó sôi lên nha. Rồi đây các bạn, bây giờ rau câu của thầy L nó đã nở hết rồi nè. Nhìn cái nước rất là trong. Nhìn bên cái thành son thì nó còn sơ sơ của cái bọt, nhưng mà nó không phải cái hột nữa các bạn. Bây giờ nó đã làm nở ra nhiều rồi. Bây giờ nó cũng hơi sôi lên, nhưng mà các bạn để cho nó sôi khoảng chừng 3-4 phút để cho nó chắc chắn tan hết cái rau câu, rồi mình mới đổ nước cốt dừa vô. Rồi rau câu của mình sôi nãy giờ khoảng chừng 3 phút rồi các bạn. Bây giờ thay là sẽ đổ nước cốt dừa với lại sữa đặc vào đây nha. Rồi bên đây mình cũng cho cà phê luôn các bạn. Mình để cho hai bên nó sôi lên một lần nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình đổ nha các bạn. Mình sẽ đổ màu cà phê trước nè, một cà phê trước cho nó một lớp ở dưới trước nè. Mình đổ bao nhiêu giá là mình nhớ, bao nhiêu muỗng là mình nhớ, để hồi nữa mình đổ cái lớp kia nó y chang giống vậy. Rồi lớp cà phê thì là sẽ đổ vô cái mấy cái khuôn này chút xíu luôn. Rồi mình sẽ đợi cho cái này nó xe mặt lại rồi mình mới đổ lớp cái tiếp các bạn. Ở đây thì là sẽ đổ luôn cái khuôn này, thì là đổ một cái ở dưới màu trắng, cái một cà phê cho các bạn thấy nha, để coi mình đổ cái màu nào ấy. Ở dưới nó đẹp hơn. Đây nè các bạn lấy cái muỗng bằng mũ nha, mình đụng nè, cái nó cũng hơi khô trên cái mặt sơ sơ là ok, là mình đổ cái lớp kế tiếp được. Rồi trước khi mình đổ cái lớp kế tiếp là cái nước này của mình đã phải nóng thiệt nóng nha các bạn, để nó mới dính lại không hên nó bị tách lớp á. Khi mà mình đổ mình để cái muỗng mình nó nhẹ nhàng thôi, không hên đổ bên cái thành khuôn nè, để cho nó đừng có lủng xuống cái nồi á. Rồi các bạn, bây giờ cái mặt nó khô sơ sơ rồi nè các bạn.
ở trên giữa thì nó còn hơi mềm, nhưng mà mình có thể bắt đầu đổ cái lớp kế tiếp mà từ góc bên này nè các bạn. Cái chỗ này nó đặc kìa nè. Rồi thế là đổ màu cà phê là màu kế tiếp nha. Mình nhớ là đổ từ cái thành khuôn để cho cái nóng đó, nó chảy bên cái thành khuôn nè, đừng có để đổ mạnh xuống cao cao là bắt đầu nó lủng. Rồi với các bạn, bây giờ mình để đây cho nó đông lại nha các bạn. Khi sau khi nó đông lại khoảng chừng nửa tiếng là nó đông lại rồi, rồi bắt đầu mình bỏ vào tủ lạnh để cho nó lạnh rồi mình mới ăn được nha. Rồi với cặp dâu câu bây giờ đặt rồi các bạn, giờ thì là lấy ra nha. Cái nhỏ thì mình lấy cái tâm nè, cái tâm sỉ găng nè các bạn. Mình chỉ móc một bên và mình úp ra nó gất lên, nó ra rồi. Wow, các bạn thấy rất là dễ thương ha. Câu câu thì rất là dễ lấy ra. Cái này là cái khuôn làm bánh bò á các bạn. Hay là lấy, hay là đổ luôn. Rồi cái này là khuôn bánh trung thu, hay là cũng lấy cái tâm mình móc một bên vậy đó. Đó, nó rất ra. Wow, rất là dễ thương luôn ha. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đổ rau câu mê quá. Rồi thế là lấy một cái màu cà phê ra luôn nè. Còn cái khung lớn này á, mình cũng lấy cái dao. Wow, rất là nhanh, rất là nhanh. Rồi bây giờ mình cắt ra luôn nha các bạn. Hay là dùng cái dao găng cưa nè. Mình có thể mua cái dao này ở chợ Việt Nam, bán rất là nhiều. Mình mua về mình cắt cho nó đẹp. Wow, các bạn thấy miếng rau câu rất là đẹp luôn. Hết sảy luôn các bạn. Đây là rau câu cà phê sữa của Taylor nè các bạn. Wow, các bạn thấy rất là đẹp luôn ha. Các bạn thấy đổ rau câu thấy mê không? Wow, cái rau câu á, là đổ bằng cái khuôn bánh trung thu á các bạn. Thì nó thay đổi đổ cái mà, hai màu khác nhau nè, ở dưới màu trắng gọi chơi hoặc là màu cà phê nè. Các bạn thấy cái nào nó cũng đẹp hết á. Wow, nhìn thấy mê luôn á. Còn mấy cái rau câu mà thứ đổ nhiều lớp nè, các bạn thấy nó không có bị tách. Nó từng lớp rõ, rất là rõ ràng luôn nha. Wow, rất là đẹp luôn á các bạn. Ăn đứng ở đây cũng rất là thơm, tại cái mùi cà phê á, nó bay rất là thơm á các bạn. Rồi đây thay là cũng cắt ra thêm mấy miếng nữa mà cho các bạn thấy cái mấy cái lớp ở bên trong nè các bạn. Nó không có bị lem nè. Rất là đẹp luôn á. Rồi bây giờ mình ăn thử và sẽ chia sẻ với các bạn nha. Rồi để mình lấy miếng ăn thử nha. Rồi thứ nhất á, là thì là bẻ ra không có được. Mình chỉ ăn rồi mình bẻ, mình cắn răng thôi chứ nó không có bị tách lớp. Nó không có giống như bánh da lợn. Bánh da lợn mình lọt ra mình ăn được ha. Cái này không có bị tách lớp. Nếu mà tách lớp là không thành công á các bạn. Rồi rất là giòn luôn á. Cái này để tủ lạnh ăn rất là ngon. Khi các bạn ăn đúng cái mùi cà phê á, thì cái mùi cà phê không có đắng lắm các bạn, rất là cũng không có ngọt lắm. Để tủ lạnh ăn á, thì cái dừa, cái độ đậu ngọt nó rất là dừa luôn á. Còn cái mùi nước cốt dừa ở trong các bạn rất là thơm, ăn rất là nó không, cái độ ngọt cũng rất là vừa phải luôn á. Ăn vừa giòn mà vừa thơm, đẹp nữa các bạn, rất là ngon luôn. Rồi các bạn có thể đổ cái rau câu này cho khi nào mình có tiệc hoặc là
có mời bạn bè tới chơi á các bạn. Các bạn đổ cái này ra mình đi cho các mời khách ăn nha. Rất là đẹp mà ngon, rất là dễ ăn nữa. Rồi, thì là mong rằng các bạn thích câu câu nhiều lớp hoặc là câu câu cà phê sữa có thể là ngày hôm nay. Nếu như mà các bạn thích xin vui lòng bấm like và đừng quên bấm luôn cái nút subscribe dưới cái màn hình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye.